Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 đến với kênh dạy học toán, kênh dạy học miễn phí trên YouTube, thầy trường dạy toán cho cơ sở. Hôm nay, thầy giáo giới thiệu với các bạn bài 42 trang 43 sách giáo khoa trong chương trình đại số lớp 7 tập 2. Mời các bạn cùng theo dõi. Nội dung bài toán: tính giá trị của đa thức Px bằng x mũ 2 trừ 6x cộng 9 tại x bằng 3 và tại x bằng âm 3. Chúng ta thực hiện làm như sau. Tại giá trị biến x bằng 3, ta có P3. Ở đâu có x trong đa thức Px, chúng ta thay bằng P3 bằng 3 mũ 2 trừ 6 nhân với 3 cộng 9. Sau đó chúng ta đi tính giá trị của biểu thức 3 lũy thừa 2, chúng ta tính bằng 9. 6 nhân 3 18 cộng với 9. 9 trừ 18 thì bằng âm 9 cộng với dương 9 cho giá trị bằng 0. Chúng ta đi tính giá trị của đa thức Px tại x bằng âm 3. Ta có P âm 3 hay bằng âm 3 mũ 2 trừ 6 nhân âm 3 cộng 9. Âm 3 mũ 2 có giá trị bằng 9. Âm trừ đi 6 nhân với âm 3 thì bằng 6, 3, 18 cộng với 9. 9 cộng 18 bằng 27. 27 cộng 9 bằng 36. Như vậy, để tính giá trị của đa thức một biến Px tại các giá trị của biến, chúng ta chỉ việc đi thay giá trị của biến vào đa thức và thực hiện phép tính. Thầy giáo sẽ dừng màn hình để cho các em theo dõi và ghi chép bài. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video với các bạn cùng học. Xin chào, hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.